xin chào mọi người. Và ngày hôm nay mình ra nhà anh Ba Khía chơi nha các bạn, hay còn gọi là Ba Khía xứ bạc nha. Hôm nay ra ngoài xem những trái xài và những cây me của anh, trái quằn quại luôn. Và bây giờ chúng ta đi nha các bạn. Cầu qua sông đường về miền Tây bốc vui hơn nhiều, đoàn xe lấp lơ qua miền Tây chào ai đó đến thăm nơi này. Làng quê dây bao mơ ước ngày mai xanh thắm quê hương miền Tây, quê hương tôi đây thương lắm miền Tây, ai yêu quê hương xin nhớ về đây. Quê hương tôi đây thương lắm miền Tây, ai qua nơi đây cũng nhớ miền Tây. Trái quá trời trái luôn nè, xài quá trời xài luôn á. Chơi nói vậy lập cua à? Hôm đâu dạ đi chứ đi. Trời thăm lập cua đã rồi, gió lớn quá các bạn ơi. Không biết Ba Khía thăm được con nào không nữa. Ôi sao không có gì hết trơn vậy? Cua nuôi trong hầm mà không có gì hết trơn vậy trời? Bởi vậy mới nói cho thả này tự tưởng không á. Dạ tích cực nè. Rồi quay cận cảnh nha, coi thử có gì không nha. Ôi gió quá trời gió luôn á. Ô được cua chả bá luôn à. Quá chịu bắt gai bự ghê luôn á, bự ghê không, bự mà nhìn thấy ớn luôn á, nguy hiểm lắm nha. À cuối cùng cũng dính rồi, con này không biết con đực hay con cá đây. Ồ con đực nha, thôi nó không giữ gì các bạn, nó kẹp cho con cỏ kìa. Ơ nhắc con cỏ cá rồi. Ôi mày với con mày là Ba Khía dám kẹp với cua không? Chơi mày không. Vô 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 không, Ba Khía không dám kẹp với cua nào, cái nhỏ cua. Trời ơi cái tướng đó là Ba Khía đại mà nó sợ con cua bé tí. À con cua này là cua đực nha các bạn, cua nó còn rất là nhỏ cho nên Ba Khía thả nha. Thôi mày thả đi. Thả thì sao? Nó đại không thả à? Ờ cho nó bò ở dưới nha. Đó, nó đi xuống dưới đó rồi đó. Giờ tiếp tục đi thăm nha. Rồi giờ tiếp tục cái tiếp theo nha các bạn. Không biết cái này có không ạ? Thôi sao không có vậy? Cua nuôi cho ngày được rồi, anh thả cua chấm cua gì là bự bự mà bây giờ thả con này cua nuôi mà toàn là giả không thấy hết trơn vậy. Ồ đây nè, thì ra là gì đó hả? À? Ôi con cua nhà bá chết luôn kìa. Còn đi chứ cái nó không đầy đúng không nè, chà bá luôn. Ôi quá trời chết. Ôi con này bị đóng gông chết. Con bị đóng gông mà giống như là tiếng này giống như lạnh quá vậy, cái lạnh quá cái tài kháng yếu nhiều đâu biết mà bự luôn, tiếc quá. Ê ê thả hả, nó bắt gì nhà ơi đũa có đứa nhà luộc là mắm.
ta thấy có nguyên con cá. Bây giờ đeo có không? Thấy tết vậy đó hả? Ba ao này nữa hả? Hai ao luôn hả? Chai đầu tiên luôn nè. Gió là bơi bơi luôn á. Trời ơi. Sáng mới ghé làm á là có một con vô. Mà sáng này không có, để cái thứ hai nè. Tiếp tục nữa nha. Cái này kia không có vậy chứ không biết cái này có không. Đó, hai con luôn. Hai con này cũng nhỏ nữa rồi. Vậy thả nữa hả? Thả lại. Con nó này có. Đâu khi dặn nó tới, muôn phiền con tìm em bao rối. Hai đời em tìm thấy một lần sướng trong đời. Cha đời nhá hay quá nó nữa. Ôi ôi, nó đi xuống cặp luôn kìa. Đẹp ghê chứ. Bồ mà. Giờ là mất rồi, thả lại hả? Ê, gì quăng lại hả? Bây giờ đổi tay. Có thử bắt được con lô không? Nó chạy có lạ lắm. Lộn lắm. Các bạn không coi nó chịu gặn lòi luôn. Cái lại chỗ cái gao heo kìa cho nó gao với bị sình vậy. Tới đấy rồi này. Chỗ gao heo á. Trời nó đen xì luôn. Rồi coi thử có gạch không? Để xuống đây đi. Mình không phải là dân chuyên nghiệp nha. Gạch quá trời luôn á. Gạch thông luôn phải không? Ừ. Giờ là phải thả luôn. Gạch thông luôn. Lên tim luôn. Bây giờ đổi ta rồi các bạn ơi. Gió lớn quá, anh Ba Khía cầm cái gimbal không biết quay các bạn ơi. Gimbal mình cũng xịn lắm. Đó giờ quay tay mà. Chứ không có quay gimbal. Quay. Quay tay là cầm cái quay đi quay chứ không phải là từ cái bẫy á. Cầm tay không đi quay á. Gió quá, cây gimbal mình nó cũng không chống gung nổi nữa. Anh Ba Khía đuổi rồi, không cho dở nữa.
ba con không? Ô. Ô. Không, đổi tay thôi nào. Con này chết con gạch à. Ồ. Ghê luôn á. Đuổi con gạch. Con này chắc mắc gạch được à. Đi mở ra coi nó. Tay không bắt bắt cua nè. Có không? Nhà khe luôn nè. Chắc có gạch. Có. Nhà có. Ồ có gạch. Gạch nấu luôn. Cái yếm chèo kìa. Cái yếm nó. Ê cái chèo nó dính. Bạn thấy không nè? Đã đứng xuống con cua xuống nữa. Ừ đúng rồi đó. Không thấy quá. Thấy rồi. Vậy cái này có Rồi đâu làm lại cái. Có cái cây hay là cái mũi gì đó. Nãy nó dễ thấy không? Chọt sâu vô. Ồ, thấy không? Nhìn thấy tai bà khía không? Thấy tai mày không à? Thôi mệt quá, thật ra là biết có gạch rồi. Rồi quá không? Rồi nữa. Thấy không? Thấy cái gì đâu, con cua đứng xuống. Thấy không? Nó đổ quét luôn này, thấy không? Ồ, không? Như vậy là gạch đó. Đúng rồi, gạch nhóc luôn. Nhóc gạch luôn. À, thấy hên chưa? Thấy bài tới ga hên chưa? Điêu luyện quá, nhanh quá. Còn nhanh hơn nữa mà tại vì xe dây nó hơi chậm. Giờ được một con nha. Một con. Điện cua nha. Nhìn y chang không? Con cua còn bà khía không khác nhau chỗ nào ấy. Nhìn y chang ha. Con bà cua người. Coi ai? Mượn coi con cua trời ơi. Rồi đi về nha. Trời ơi. Kêu ra quay phim thăm bẫy cua giờ dính đường cua giờ bỏ túi về các bạn ơi. Xong hồi nó lấy dép cây bọng gì chắc nó chọi túi bụi luôn quá. Cua về gạch có giá con này là có 120 ngàn đó. Được không? Con cua thôi là 120 ngàn đó. Giờ cầm lấy hên, còn lại cái cuối cùng rồi các bạn. Thấy hên, được thêm con nữa nha. Cua quá trời luôn mà, cua nhỏ không à. Thả lại nha các bạn. Con này cũng khá là to đấy. Ghê luôn. Ghê không? Thấy ghê luôn á. Thấy ghê luôn. Nãy giờ thăm được có một con một bà các bạn ơi. Bữa nay vô tình mình đi ra nhà nó chơi á. Rồi nó thả lập cua. Sẵn tiện quay luôn các bạn. hên là mình có clip luôn nha. À nó chỉ được có một con một nha. Cua gạch mới chịu à. Đó. Cua gạch luôn á, gạch không luôn á. Này gạch nhiều luôn á. Đó các bạn. Cua. Và các bạn cũng đừng quên ủng hộ kênh của Ba Khía Xứ Bạc nha. Và video của mình đến đây sẽ kết thúc nha.
là biến đi thăm tiếp nữa các bạn ơi. Vô con này luộc nhậu. Vô con này mà luộc hai thằng nhậu được rồi. Thôi bye bye mọi người. Thôi không luộc được. Tại con này giá là một như cua gạch là con này giá thì có 220 ngàn đi. Giờ nếu mà nhậu không tao mày đi lấy 120 ngàn bán 120 ngàn mua mồi nhiều mồi. Cua nhậu xíu hết. Ông tao thích ăn cua. Có máy ăn ba khía đi. Được là được á. Và thôi, video của mình đến đây sẽ kết thúc nha. Mọi người cũng đừng quên like và đăng ký, nhấn vào chuông để ủng hộ kênh mình nha. Bye.